Thời gian qua, Hưng Yên là một trong 10 tỉnh có số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cao nhất của cả nước. Trong đó, hơn 30 sản phẩm đặc thù và chủ lực của tỉnh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với sự vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các ngành chức năng là sự cố gắng của các chủ thể được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm này. Hương xạ thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là một trong các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ năm 2017. Gần 90 hộ trong hội làng nghề đã có ý thức hơn trong việc sản xuất, xây dựng, giữ gìn và phát triển thương hiệu sản phẩm truyền thống của làng nghề có từ vài trăm năm nay. Giai đoạn trước chưa được Sở Khoa học Công nghệ quan tâm cũng như là các bộ ngành quan tâm ấy thì thực sự ra hương của địa bàn làng nghề chúng tôi là không được đảm bảo, bởi vì một số nơi là nó cứ làm giả nhãn hiệu cũng như làm giả chất lượng, tức là cái hương ấy là kém chất lượng, ảnh hưởng đến thương hiệu của làng nghề. Thì từ khi có Sở Khoa học Công nghệ cung cấp nhãn hiệu ấy thì thực tế ra mà nói là nó cũng là một cái bằng chứng để sau này nó giữa cái ranh giới giữa giả, cái giả và cái thật. Thì chúng tôi đã được cấp cái logo ấy thì thực sự ra chúng tôi cũng rất phấn khởi. Thì bản thân tôi là thường tổ chức 6 tháng một lần để họp các hội viên vào. Và cái trước mắt là vai trò các hội viên phải làm chuẩn, làm tốt, đúng theo như cha ông mình dạy. Để giữ gìn cái nhãn hiệu đó thì giữa hai bên là cái sản xuất, cái nguyên liệu để làm nén hương cũng phải chọn tốt. Các sản phẩm tốt thì cái nén hương mới tốt. Mà nén hương với tốt thì cộng đồng với nhãn hiệu của được phong tặng đó kết hợp vào thì cái nén hương của người thôn Cao sẽ loang rộng hơn và có chiều sâu hơn trong xã hội. Và nhất là đặc trưng, thậm chí còn xuất khẩu ra một số nước. Đối với cam Hương Yên, từ khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các hộ trồng cam đã có ý thức hơn trong việc sản xuất ra các sản phẩm không chỉ có mẫu mã đẹp mà phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi hiện nay, trên mỗi quả cam đều có tem truy xuất nguồn gốc, trên mỗi hộp cam đều có các chỉ dẫn địa lý gắn với vùng trồng, tên hợp tác xã hay chủ hộ sản xuất, trách nhiệm trong mỗi sản phẩm của người trồng đã được nâng lên. Chúng tôi đã tuyên truyền cán bộ hội viên thực hiện tốt mọi cái quy chế cũng như là quy định, đặc biệt là phân loại quả cam. Những cam Quảng Châu thì nó phân biệt rõ ràng hơn bởi vì chất lượng hơn, và ăn thì nếu như chúng tôi thì bán ra sản phẩm để có tem này, mác này, truy xuất nguồn gốc đến tới người tiêu dùng. Ngoài tổ chức các lớp tập huấn hội thảo để trang bị kiến thức cho các hộ dân có đơn đăng ký và đã được cấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, và các ngành chức năng địa phương tại Hưng Yên cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quảng bá sản phẩm, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, quy hoạch vùng trồng, làm đường giao thông để các hộ dân, hợp tác xã mở rộng sản xuất, lưu thông hàng hóa. Thực hiện cái chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, thì trong đó Sở Khoa học Công nghệ trực tiếp quản lý đến thời điểm hiện tại là có 5 nhãn hiệu chứng nhận và một chỉ dẫn địa lý cho nhãn lồng Hưng Yên. Ở bên cạnh đó thì cũng thực hiện các cái quy trình về giám sát, về thực hành chất lượng sản phẩm cũng như nguồn gốc của sản phẩm qua việc truy xuất nguồn gốc, cũng như là thực hiện chuyển đổi số áp dụng trong cái việc là truy xuất mã vạch và thực hiện các nội dung đúng theo cái nội dung sản xuất theo cam kết của các hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Từ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên có nghị quyết hỗ trợ 30 triệu đồng một đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới trong nước, 15 triệu đồng một văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, hỗ trợ 60 triệu đồng một đơn được chấp nhận hợp lệ các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.